Vâng, như vậy xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả của kênh truyền thông bóng đá Phổ Miền Tây cũng như là Media 68. Những hình các bạn đang xem được truyền trực tiếp từ sân đá 68 Sport Park, và chúng ta đang chuẩn bị đến với những diễn biến cuối cùng của giải bóng đá World Cup năm 2023. Như vậy tiếng còi bắt đầu, hiệp 1 của trận chung kết đã được vang lên. Vinh Percy, hiệp C3 hay Hải Phố Cửa, thậm chí là Hoàng Ngọc cũng là những cái tên có thể tỏa sáng trong màu áo của đội bóng áo xanh. Một thử thách dành cho Linh Nhôm và các đồng đội khi họ phải đối đầu với. Như vậy thì đã có bàn thắng sớm dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Và lại là Lộc Cộc 2. Tình huống ghi bàn của Lộc Cộc 2 để mang về bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng cửa miền Nam Quy Nhơn. Pha ghi bàn từ rất sớm của trận đấu. Khi mà đồng hồ còn chưa nhảy sang phút thứ 3 thì Tài Lộc đã ghi bàn. Một tình huống điểm bóng cẩn thận của cầu thủ mang chiếc áo. Cú tiền bóng đã không thành công. Trọng tài thổi phạt rồi. Tình huống mà đã có một pha kéo người của các thủ bên phía đội bóng cửa miền Nam Quy Nhơn trong pha bóng vừa rồi. Đây sẽ là một quả đá phạt đền dành cho các thủ bên phía đội bóng áo xanh khi mà tình huống kéo người vừa rồi đã diễn ra khá rõ. Và như vậy thì Linh Nhôm đã sang bằng tỷ số dành cho các thủ bên phía đội bóng Nam Khang Quy Nhơn để đưa trận đấu trở lại với xuất phát. Huy đưa ra rất khéo léo, vẫn là số 18 để bóng. Đây là cơ hội dành cho Minh Dũng bắn lên, không vào. Cú đá của Minh Dũng đã bị ngăn cản bởi vị trí của Nam Ấn. Minh Dũng thêm pha dứt điểm từ xa, cú đá đã đi không chính xác. Một đường mở bóng dài, Thông Đề Gà đã xử lý bình tĩnh trong pha bóng vừa rồi, hơi non trong đường chuyền vừa rồi của Lộc Cộc 2. Và đây là pha phản công 3-2 dành cho Nam Khang Quy Nhơn. Được chuyển xuống tay biên Nhân Hoàng, không có pha kết thúc thành công. Đó là một trận đấu mà các thủ hai đội đã hòa nhau đầy kịch tính cho đến những giây cuối cùng. Và Cò sẽ là người thực hiện quả phạt. Được chuyển ngang cho hiệp C3, dứt điểm ngay, một cú đá chìm nhưng không vượt qua được Huy Đô Ra. Thêm cú kết thúc nữa, rất nguy hiểm, bóng dội vào cột dọc khung thành. Một tình huống kém may của hiệp C3. Quả đáng tiếc dành cho số 17 bên phía đội bóng cửa miền Nam Quy Nhơn. Quả bóng mà hiệp C3 xích chút nữa đã có được pha lập công để nâng tỷ số lên 2-1. Cặp bóng chủ động của Minh Bossy. Đây lại là cơ hội dành cho Minh Tư Dũng. Một đường chuyển tốt đạt Villa, chưa thành công, vẫn còn Nhân Hoàng. Cú tiền bóng tiến ngay, dứt điểm rất khó chịu. Nhưng cú đá của Hiền Đèm chưa đủ chính xác để mang lại bàn thắng. Một tình huống treo bóng bổng nữa, đây lại là cơ hội nữa dành cho các thủ bên phía đội bóng áo xanh, không được. Các trận đấu của vòng bán kết hai giải đấu này sẽ được diễn ra trong chiều nay. Nguy hiểm, pha áp sát, và như vậy đã có bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Lộc Cộc 2 tiếp tục ghi bàn, bàn thắng thứ hai của cá nhân Lộc Cộc 2, và đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 dành cho cửa miền Nam Windows FC để giúp cho họ vượt lên dẫn trước. Trong ngày hôm qua ở loạt trận bán kết, Lộc Cộc 2 đã có được hai bàn thắng, tuy nhiên anh không đủ giúp cho Tài Lộc Windows có được sức đi tiếp vào trận đấu cuối cùng. Được chuyển lên, đây là cơ hội dành cho Linh Nhôm. Cú cửa lòng không đánh bại được Nam Ấn. Tiếp tục là Đại Vũ Thành lấy bóng. Hiệp C3 phản công dành cho các thủ áo xanh. Hiệp C3 đường chuyền của Quang Đông, đây lại là cơ hội dành cho Lộc Cộc 2, có bàn thắng hay không, không vào. Cửa miền Nam Windows họ vẫn đang dẫn trước với một bàn mong manh. Cú mở bóng của Hải Phú Cửa đánh đầu ngược, pha dứt điểm rất nguy hiểm. Xin chúc mừng thì có bàn thắng tiếp theo dành cho các thủ bên phía đội bóng áo xanh. Họ sẽ triển khai pha bóng này, vẫn là pha che chắn. Tình huống xử lý đây cố gắng của các thủ xanh. Cơ hội dứt điểm, một pha đặt lòng không vào, vẫn còn Quang Đo thêm pha tiền bóng nữa. Cú đá tiếp theo của Quang Đo lại đi không đủ uy lực. Khoảng trống của Quang Đo, một đường chọc khe rất thuận lợi dành cho Lộc Cộc 2 dứt điểm ngay. Cú đá bất ngờ và pha móc bóng tiếp theo cũng đã không thể hướng bóng đi chính xác. Nguy hiểm, như vậy thì có một bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Nam Khang Quy Nhơn. Tỷ số đã được quân bình 2-2. Sai lầm pha đục lưới nhà của các cầu thủ bên phía đội bóng cửa miền Nam. Rất đáng tiếc cho đội bóng xanh, cửa miền Nam Quy Nhơn lại bất ngờ để thủng lưới cho một pha bóng thiếu an toàn. Chúng ta cùng xem lại pha chạm bóng, cú đánh đầu của Huyền Rèm và tình huống cắt bóng hụt. Tay Hại đã đưa bóng về lưới nhà của các thủ áo xanh. Vinh Percy rất bình tĩnh, đường bảo biên của Vinh Percy. Đây là tường truyền, Quang Đo không chỉ dứt điểm đi. Cú đá Quang Đo đã chạm vào người của Huy Đô Ra, quá đáng tiếc cho tình huống tấn công vừa rồi. Quang Đo đã băng lên chiếm lĩnh khoảng trống ở khu vực trung lộ và đã có một cơ hội thuận lợi để ra trận, nhưng cú đá của anh lại đâm vào lưng của Huy Đô Ra. Vẫn là cái lưng của cầu thủ mang chiếc áo số 18 đã phòng ngự kịp thời dành cho các thủ Nam Khang Quy Nhơn. Chưa có bất ngờ nào xảy ra trong khoảng thời gian thi đấu còn lại hay không?
Cơ hội cho Minh Tơ Dũng. Minh Tơ Dũng hơi chần chừ, không có pha dứt điểm ngay, vẫn không có bàn thắng. Bóng đã dội vào cột dọc khung thành sau pha ra chân của số 20. Quá đáng tiếc cho tình huống vừa rồi. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục với tình huống có phần may mắn dành cho các thủ cửa miền Nam Window. Một điểm lành dành cho đội bóng áo xanh hay chăng? Họ đã gặp may khi cục dọc đã từ chối pha dứt điểm của Minh Tơ Dũng. Chúng ta cùng chờ xem liệu cầu thủ áo số 10 có mở đầu thuận lợi dành cho Nam Khang Window hay không. Pha dứt điểm đi lên trời của số 20. Quá đáng tiếc, Minh Tơ Dũng đã thực hiện không thành công loạt đá lưng lưu của mình với một màn mở điểm có điểm không tốt dành cho cầu thủ Nam Khang Window. Tại Phú Thành đối đầu với Thông Điền Gà, liệu ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Và những điểm không thành vẫn là bàn thắng dành cho Đại Phú Thành. Như vậy thì Đại Phú Thành mặc dù đã để cho đối phương đón đúng hướng, nhưng anh vẫn có thể ghi bàn dành cho các thủ cửa miền Nam Window. Linh Nhôm lấy đà, cú dứt điểm không thành công, Nam vẫn là người giành chiến thắng cho tôi đúng vừa rồi. Rất đáng tiếc, tỷ số bên tỷ vẫn là 1-0. Xin lỗi bạn, vẫn là 1-0. Quả đá thứ hai dành cho các thủ áo xanh sẽ được thực hiện bởi vị trí của Lộc Cộc Hai, chủ nhân của cú đúp bàn thắng trong ngày hôm nay, và anh cũng đã thực hiện tốt quả đá penalty của mình. Tình huống kết thúc rất căng và uy lực của Lộc Cộc Hai để nâng tỷ số penalty lên thành 2-0 sau hai lòng đá. Bình CBM sẽ là người thực hiện quả đá này. Bình CBM đối đầu với Nam Ấn. Bình CBM thêm pha dứt điểm, và lần này thì Bình CBM đã thành công. Tình huống rút ngắn tỷ số penalty xuống còn 1-2 dành cho Nam Khang Window. Quả đá thứ ba dành cho đội bóng áo xanh sẽ là hiệp C3. Nếu như hiệp C3 thành công thì đó sẽ là một lợi thế rất lớn nữa dành cho cửa miền Nam Window. Cú đá đi ra ngoài của hiệp C3. Như vậy thì số 17 thực hiện không thành công quả đá này. Quá đáng tiếc, một tình huống dứt điểm đi vọt xa của hiệp C3, đặc biệt là đối đầu với Nam Ấn. Pha dứt điểm đơn giản, mặc dù Nam Ấn một lần nữa đã đổ người chuẩn xác, nhưng anh vẫn không thể đẩy bóng ra. Bóng đá khẽ chạm tay của Nam Ấn mà thôi. Hoàng Ngọc cùng với Thông Điền Gà đối đầu. Pha dứt điểm đi ra ngoài của Hoàng Ngọc, và như vậy thì cách biệt penalty sau 4 lần đá là 2-2. Hai bên đều đá hỏng 2 lần. Như vậy thì loạt đá lực lưu sẽ tiếp tục diễn ra kịch tính. Nhân Hoàng sẽ là người thực hiện cú đá thứ 3 dành cho Nam Khang Window. Nhân Hoàng, pha dứt điểm chính xác của Nhân Hoàng. Nhân Hoàng đã đánh bại được Nam Ấn. Tình huống dứt điểm rất tốt của cầu thủ mang chiếc áo số 8. Lợi thế tạm thời thuộc về Nam Khang Window, tỷ số penalty đang là 3-2. Rất căng thẳng và hồi hộp. Quạt đỏ. Và những điểm chuẩn xác của Quang Đo. Như vậy thì trận đấu vẫn sẽ phải tiếp tục kéo dài. Tỷ số penalty sau 5 lọt đá đầu tiên là 3-3. Và bây giờ sẽ là những màn so tài cân não ở từng lọt đá một. Huy Đu Ra đối đầu với Nam Ấn. Và những điểm chuẩn xác của Huy Đu Ra. Một tình huống kết thúc không cần phải quá mạnh, nhưng đây chính xác. Và Nam Khang Window một lần nữa vượt lên dẫn trước 4-3 ở lọt đá thứ 6. Chúng ta cùng chờ xem ai sẽ người là người chiến thắng đây. Và những điểm vẫn thành công dành cho Hải Phú Cửa. Mặc dù Thông Đề Ga cũng đã đón đúng hướng và chạm tay được quả bóng, nhưng Hải Phú Cửa vẫn dứt điểm chuẩn xác để mang về. Chúng ta cùng chờ xem pha dứt điểm của số 19. Tình huống dứt điểm chính xác của Mr. Hoàng Anh vẫn là một cú đá tốt. Nam Ấn vẫn đổ đúng hướng nhưng lại không ngăn chặn được. 5-4 nghiêng về phía Nam Khang Window ở lọt đá thứ 7. Rất căng thẳng và hồi hộp. Một pha quan sát khá tỉ mỉ của Vinh Percy. Tình huống dứt điểm vọt xa của Vinh Percy. Như vậy thì trận đấu đã khép lại với chiến thắng dành cho Nam Khang Window. Chiến thắng chung cuộc trên lọt đá lực lưu cân não với tỷ số 5-4 sau 7 lọt đá dành cho đội bóng áo tím. Và chiếc cúp vô địch đã trở lại với các thủ bên phía đội bóng Nam Khang Window. Một lần nữa chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn đối với các bạn.